Tập 6. Em bằng lòng cùng anh là một đôi phu thê hữu danh vô thực, cho tới khi anh quên đi Vũ Hàm thì thôi. Em phải chịu thiệt rồi. Để anh ngủ ở đây đi. Ngẩn người làm gì? Mẹ, khổ sở lâu vậy rồi, cuối cùng đã thành chính quả. Mẹ vui thay cho con. Nói mẹ nghe đi, tối qua cậu ta có đối tốt với con không? Sao vậy? Cậu ta làm con giận sao? Dạ không, anh ấy rất tốt với con. Tốt với con, sao con mặt mày như vậy chứ? Con chỉ đang nghĩ, không biết hiện giờ Tuấn Kiệt đang làm gì. Vậy cũng đúng, dù gì cũng mới cưới. Hiện giờ cậu ta đang làm việc, tan làm sẽ về nhà thôi. Nhớ rồi sao? Con yên tâm, hiện giờ cậu ta đã là chồng của con, dây đã ở trong tay của con. Tuấn Kiệt chắc chắn không tài nào đi được đâu. Nếu cậu ta dám bắt nạt con của mẹ giống lần trước thì nói mẹ nghe, mẹ chắc chắn không tha đâu. Dạ không có, Tuấn Kiệt rất tốt, anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu. Mẹ đừng hiểu lầm anh ấy. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, câu này đúng là không sai. Vừa kết hôn đã bên chồng như vậy rồi. Con yên tâm, nó đối tốt với con thì mẹ thương nó yêu nó còn không kịp, sao lại bắt lỗi nó chứ. Tuấn Kiệt nói với con, hiện giờ anh ấy là một thành viên của nhà họ Tô, là con rể của Tô gia. Sau này anh ấy sẽ cố gắng làm việc gấp đôi để báo đáp nhà họ Tô hiếu thuận với mẹ. Thằng nhóc này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Sao vậy, bây giờ biết cái lợi của kết hôn rồi không? Hồi đó kêu con kết hôn con còn không vui. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ mẹ con chúng ta cuối cùng đã khổ tận cam lai. Chỉ còn lại Chí Vĩ. Nếu Chí Vĩ vẫn còn ở đây thì tốt quá. Thằng nhóc này không có lương tâm, vừa đi đã bật vô âm tín. Cho dù nó ra sao, mẹ cũng là người nuôi nó trưởng thành mà. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Con nghĩ Chí Vĩ sẽ có một ngày hiểu ra, sẽ quay về thôi. Nó sẽ không về đâu.
Trong lòng nó chắc chắn là hận mẹ vô cùng. Mẹ đã khiến nó xấu hổ, khiến nó mất mặt như vậy. Mẹ còn có con an ủi. Còn con, ai là người an ủi con đây? Ai biết nỗi khổ trong lòng của con chứ? Tuấn Kiệt, anh còn muốn chạy chờ em tới khi nào đây? Một năm sau, lão là cậu là người bận rộn, sao hôm nay rảnh vậy? Tôi tới tạm biệt thôi. Cậu phải đi sao? Đi đâu? Bệnh viện cứ tôi đóng ở phân viện Hồ Nam, mấy ngày nữa phải đi nhậm chức. Chuyện tốt. Nào, ngồi xuống. Lão La, cậu tới khám bệnh miễn phí cho trường của chúng tôi. Chúng ta là bạn học cũ, khó khăn lắm mới tụ hợp. Bây giờ cậu đi, không biết tới khi nào mới gặp được nhau. Đừng có phí lời. Trên đời này có bữa tiệc nào không tàn chứ? Trái lại sau này, chúng ta phải tự mình bảo trọng. Lão La, nhưng lúc bây giờ cậu còn chưa đi, tới nhà ăn bữa cơm đi. Tôi phải làm tiệc tiễn cậu. Đương nhiên rồi, cậu không mời tôi cũng sẽ tới. Món gà nấu rượu của chị dâu đó đúng là khiến cho người ta ăn mãi không quên. Lần này tôi đi, thật sự không biết tới khi nào mới có thể ăn lại. Xem ra gà nấu rượu này đáng để cho cậu nhớ hơn là người bạn cũ này đó. Chọn ngày chi bằng hôm nay, tối nay gặp mặt luôn đi, thuận tiện gọi các cô Tô tới cùng tụ tập. Hồi đó tôi không tin, không ngờ Lão La quả thật đã thành bác sĩ giỏi rồi. Nào, Khang Khang, ăn thịt viên đi, há miệng ra, giỏi quá. Ăn một miếng đi, để mẹ nha. Đây, để mẹ đút cho con. Đây, mẹ đút cho con ăn nha. Đây, để tôi bế cho. Không cần đâu. Nào Khang Khang, để mẹ con ăn một bữa cho ngon đi. Nào, qua đây, qua đây. Thực sự không cần đâu, cô mau ăn đi. Tôi thích Khang Khang lắm. Nếu không lần này tôi đi, không biết lúc nào mới gặp lại Khang Khang đó. Cậu đúng là không phải nhiều lời bình thường. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đúng là không dễ đó. Theo tôi thấy, chúng ta chụp mấy tấm hình đi. Chờ một chút, tôi lấy máy ảnh nha. Anh nhanh lên đó. Nào, đây, dựa sát vào. Cười lên, cười lên. Chụp nha. Nè, hai người chụp chung trước đi.
Này Quốc Đông, chụp thêm mấy bức. Hai người đứng sát vào một chút. Nào Khang Khang, nhìn ở đây. Tôi nói rồi, tôi luôn cảm thấy cô Tô giống một người. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tương Di, thật sự rất giống Tương Di. Anh nói coi. Lúc đầu nhìn cô Tô tới phỏng vấn, anh đã cảm thấy rất giống. Này Lão La, có giống không? Đúng là hơi giống. Mau chụp đi, chụp đi. Khang Khang nhìn qua đây. Khang Khang nhìn bên đó đi con. Nhìn giống như là gia đình vậy. Đúng là rất giống một gia đình. Tôi làm gì có phúc đó. Lão La, tôi có kiến nghị này. Nếu cậu đã thích Khang Khang như vậy, Khang Khang cũng thích cậu như vậy, hay là cậu nhận nó làm con nuôi đi, thế sao? Khang Khang, nó không có phúc này đâu. Trong nhà có lì xì không? Cho tôi một cái. Trong nhà còn không? Có, chờ một chút. Đây, để mẹ bế. Để mẹ bế nha, tiểu Khang Khang. Sau này cháu đã có bố nuôi rồi, biết chưa? Nào nào. Lão La, đây Khang Khang, đây là quà gặp mặt mà bố nuôi cho con. Mau nhận lấy. Nói cảm ơn đi. Cảm ơn bố nuôi. Cảm ơn bố nuôi. Không có gì đâu, không có gì. Món quà nhỏ thôi. Ngày mai bố nuôi phải đưa Khang Khang lên phố mua đồ chơi, có được không? Có được không Khang Khang? Anh xem, thằng bé chỉ nhận tiền. Lão La, đi thông thả nha. Được được. Anh La, anh La, bên ngoài trời lạnh như vậy, chiếc khăn này tôi tặng cho anh. Thời gian qua, cảm ơn anh đã quan tâm Khang Khang. Khang Khang có chuyện gì đều tìm tới anh. Với lại anh còn nhận Khang Khang làm con nuôi. Tôi biết anh sắp phải đi, cũng không biết nên tặng quà gì cho anh. Cái khăn này là do tôi tự tay đang lấy, lễ mọn lòng thành. Hy vọng anh có thể nhận cho. Cảm ơn cô, nhưng tôi không nhận được đâu. Sao vậy? Anh không thích sao? Chiếc khăn này đang rất đẹp, tôi vô cùng thích. Nhưng mà tôi nghĩ đây là quà cô muốn đang cho người khác. Nếu tôi nhận lấy, không phải là cô phải nghĩ cách khác hay sao? Anh yên tâm đi, cái khăn này là tôi giết thời gian đang cho bản thân. Anh xem, cái này màu trắng, nam nữ đều chọn được hết. Anh nhận lấy đi. Được rồi, nhận lấy đi mà. Vậy tôi không khách sáo nha. Cảm ơn cô. Chuyện nên làm thôi. Để cho tôi. Cánh xiếc diễn hay không? Hay lắm. Khang Khang lần đầu được coi đó, phải không Khang Khang? Đúng đó. Trong cánh xiếc có rất nhiều con vật, có đúng không Khang Khang? Mệt rồi sao? Có kẹo hồ lô kìa con coi. Có kẹo hồ lô đó. Kẹo hồ lô sao? Đây để bố mua cho con nha. Ăn cái nào đây? Ăn cái này được không? Được đó. Lấy cây này nha. Sao? Con có muốn ăn không? Bố ơi, lấy thêm một xiên nữa đi. Con có muốn ăn hay không? Vũ Hàm, kẹo hồ lô này ngon lắm. Con thấy sao? Có muốn ăn không? Thở nhỏ bố rất thích ăn kẹo hồ lô đó. Nào nào Khang Khang. Sao lại khóc rồi? Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Bố sẽ không dành ăn với con nữa. Đừng khóc. Về nhà thôi. Chúng ta về nhà thôi. Người này là bố của Khang Khang. Không nhầm chứ? Tôi tận tai nghe thấy Khang Khang gọi người đàn ông này là bố. Không sai đâu. Nhưng Vũ Hàm nói chồng cô ấy chết rồi. Vậy cậu tin sao? Nếu vậy sao cô ấy trù éo chồng của mình?
Có lẽ vợ chồng cãi nhau, không tiện nói với người ngoài, nên bị lý do thôi. Hơn nữa cậu cũng biết, trước giờ tôi đều theo đuổi sự thật, chưa từng nói dối. Chuyện này tôi biết, không phải tôi nói tôi không tin. Xin lỗi nha. Cậu có thể ra ngoài dạo với tôi không? Được, đi. Tuấn Kiệt, cậu đừng uống nữa. Đưa tôi. Cậu say rồi đó, đưa tôi. Tôi chưa có say đâu. Tôi đang rất tỉnh táo. Đưa tôi rượu đi. Cậu say rồi. Đưa tôi. Được rồi, từ từ. Cậu coi cậu kìa, cậu nói là chưa say sao? Đi. Tôi đưa cậu về. Tôi không về đâu. Tuấn Kiệt, muốn đi thì cậu tự mình đi đi. Đại tiểu thư, đừng đợi nữa, đi ngủ đi. Cô gia sẽ không sao đâu. Có lẽ cậu ấy đang đi xã giao với bên ngoài đó. Tôi đã hỏi Phó Tổng Hoa, tối nay trong xưởng không có buổi xã giao nào cả. Phó Tổng Hoa cũng không ở bên cạnh cậu ấy. Có vài việc cậu ấy cũng không biết đâu. Không thể nào. Cho hỏi tìm ai vậy? Tôi tìm đại tiểu thư. Đợi tôi một chút. Đại tiểu thư, điện thoại của cô. Chào, tôi là Tô Vũ Đồng. Ai vậy? Tôi là Trịnh Dục. Tuấn Kiệt, cậu ấy đã uống say rồi. Trễ như vậy tôi không tìm được xe. Cô có thể đưa xe tới đón cậu ấy không? Anh ấy ở đâu? Đại tiểu thư, chờ một chút. Để tôi vào. Bên trong đều là đàn ông say rượu, ảnh hưởng tới thân phận của cô. Không cần đâu, anh cứ đợi ở đây đi. Đại tiểu thư, hoan nghênh ghé qua. Nào nào nào. Đây, xin mời, xin mời. Đại ca, anh có sao không? Không sao. Anh làm gì vậy? Nhìn cũng được đó nha. Đi, uống với đại ca một ly đi. Anh tránh ra. Cô dám đánh đại ca của tôi. Uống đi, uống với đại ca của tôi một ly đi. Tránh ra. Đại ca, còn tưởng anh bản lĩnh cỡ nào, ngay một cô em gái cũng không cua được. Anh, cứu mạng, buông tôi ra. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, cứu em. Anh buông tôi ra. Tuấn Kiệt, cứu em với. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Tránh ra. Tuấn Kiệt, cục cảnh sát phải không? Chỗ chúng tôi có người đánh nhau, có người bị thương rồi. Đại ca, báo cảnh sát rồi. Đi. Tuấn Kiệt, nhanh, vào đi. Coi chừng đó. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đó. Được rồi, anh xuống đi. Dạ.
Nào, nằm im đi. Anh uống nước đi. Chậm thôi. Sao rồi? Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Đều tại em không tốt. Anh vì em mới đánh nhau với người ta. Em tới làm gì? Em tới đó làm gì? Em đi đi. Đi đi. Sao lại đối với em như vậy? Em vì anh. Ngay cả mạng mình cũng không cần. Vì sao anh luôn như vậy với em? Anh kêu em đi đi. Anh không muốn gặp lại em. Không muốn. Anh không muốn. Anh không muốn nhìn thấy em. Em đi đi. Được thôi. Anh có gì hay chứ? Đi thì đi. Anh chẳng còn gì nữa. Sống cũng không còn ý nghĩa gì. Chỉ cần anh chết đi là được rồi. Anh muốn chết. Chết đi là được rồi. Sống còn ý nghĩa gì? Đúng là vô nghĩa. Quá vô nghĩa. Thật sự quá vô nghĩa. Tuấn Kiệt, anh đừng như vậy mà. Nếu anh có chuyện gì em phải làm sao? Anh yên tâm đi. Cho dù cả thế giới này rời xa anh vẫn còn có em. Em mãi mãi không rời xa anh. Nói dối, các người hoàn toàn là kẻ nói dối. Tôi không cần đâu. Anh nhìn em, hãy nhìn cho kỹ đi. Mạng của anh là do em cho. Em muốn anh sống tiếp. Anh có nghe thấy không? Anh phải sống thật tốt cho em. Bởi vì anh nợ em. Vũ Hàm. Vũ Hàm. Vũ Hàm. Vũ Hàm. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, buông em ra. Buông em ra. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, buông em ra. Vũ Hàm. Vũ Đồng. Vũ Đồng. Vũ Đồng. Vũ Đồng. Vũ Đồng. Tối qua có chuyện gì sao? Hôm qua anh uống rất nhiều rượu, còn đánh nhau với người ta. Rồi sau đó Tuấn Kiệt, chúng ta đã là phu thê với nhau danh chính ngôn thuận. Anh yên tâm đi, em sẽ là một người vợ tốt, sinh quý tử cho anh, chăm sóc tốt cho cuộc sống của anh. Tuấn Kiệt, em còn, em đừng nói nữa. Xin lỗi, anh không cố ý.
Anh phải đi làm rồi, nếu không sẽ không kịp. Phương Tuấn Kiệt, anh khiến cho em đau lòng. Em cũng sẽ không để cho anh sống yên đâu. Hôm nay lại có tin lớn gì? Báo ở đó anh tự xem đi. Xem nào. Để xem coi. Anh lại ăn khoai tây sao? Tôi thích ăn khoai tây. Người kế nhiệm của xưởng bột mì Đại Phát này nhìn đẹp trai quá. Vậy sao? Đâu? Để tôi xem. Quá ra là họ Phương, là con rể ở rể nhà họ Tô sao? Để tôi xem. Cô gái này cũng đẹp quá. Họ Phương đúng là phúc tu từ kiếp trước. Ngưỡng mộ hay là ghen tị vậy? Bước chân vào nhà giàu, hưởng hết phúc. Cả đời không cần phấn đấu, ai mà không muốn. Mà đáng tiếc, không đẹp trai bằng người ta. Nghĩ thì cũng đừng nghĩ đi. Khoan đã, trên báo này viết người phụ nữ này tên là Tô Vũ Đồng. Nè cô Tô, cô ấy có phải họ hàng của cô không? Không có đâu. Sao tôi có thể có người thân giàu có như vậy? Không phải đâu. Phải rồi ha. Tiểu thư nhà giàu với giáo viên bán đại bác cũng không tới. Nè cô Lư, sao cô lại liên tưởng tới như vậy chứ? Không phải trùng hợp sao? Tô Vũ Đồng, Tô Vũ Hàm chỉ khác nhau một chữ. Đừng thấy khác một chữ, mệnh khác nhau xa lắm. Tô Vũ Hàm, đây không phải là thứ mày muốn hay sao? Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì? Mày buồn cái gì? Mày nên chúc mừng cho Vũ Đồng mới đúng. Mày nên thấy vui cho cô ấy mới đúng. Khóc lóc cái gì chứ? Tuấn Kiệt, Vũ Đồng, đừng phụ lòng của tôi. Chúc phúc cho hai người. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Năm năm sau, Khang Khang. Mẹ, mẹ. Khang Khang, hôm nay con có ngoan không? Khang Khang ngoan lắm. Vậy sao? Nó sao? Đúng là một đứa bé tò mò. Nhân lúc tôi không chú ý, lấy một gói bột mì với nước. Nó là muốn gói bánh bao, làm bản thân dính bột mì khắp mặt và khắp đầu. Vừa mới tắm sạch sẽ xong đó. Vậy sao? Nè Khang Khang, sao con nghịch như vậy chứ? Quên lời mẹ dặn rồi sao? Khang Khang muốn làm bánh bao cho mẹ và bác ăn thôi. Con nghe thằng bé nói kìa kìa. Để con nghịch ngợm cũng tốt, nếu không sẽ khiến cho người lớn lo thêm. Khang Khang, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Phải ngoan ngoãn nghe lời một chút, không được để bác mệt mỏi, có đúng không? Bác mệt thì Khang Khang sẽ đấm lưng cho bác. Phải rồi, phải rồi. Chỉ cần tôi nói mệt thì nó sẽ ra sức đấm lưng, đấm vai cho tôi. Cô nói coi, sao có thể không làm người ta thương cho được. Mẹ ơi, con cầm rau cho mẹ nha. Cầm có nổi không? Dạ được, vậy con cứ cầm đi, coi chừng đó. Rồi từ từ. Phải rồi chị Vô, hôm nay tôi nhận lương. Chỗ này là tiền bảo mẫu tháng này của Khang Khang, chị cầm lấy đi.
Không cần đâu, tiền này tôi không lấy. Cô giữ lại thêm chút tiền, tương lai sẽ cần phải dùng tới. Tương lai sao? Tương lai là sao? Bên trên có công văn rồi, người Nhật đang rục rịch hành động. Anh Mai vào thành phố họp chính là để thảo luận đối sách ứng phó. Hèn gì hai tuần nay anh Mai luôn vào trong thành phố. Quá ra là có chuyện này sao? Nhớ đó, đừng nói ra ngoài, tránh cho lòng người dao động. Một mình cô chăm con, bắt buộc phải cho cô tâm lý chuẩn bị trước. Chị dâu, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị thông báo cho em. Nhưng mà chuyện này, chuyện nào ra chuyện đó. Cho nên tiền bảo mẫu chị vẫn phải cầm. Không cầm đâu. 4 năm nay Khang Khang ở bên cạnh chúng tôi, cũng mang tới rất nhiều niềm vui cho vợ chồng chúng tôi. Bây giờ không lấy, sau này cũng không lấy. Cô cất tiền đi. Sau này Khang Khang còn rất nhiều việc cần phải dùng tới. Chị dâu, chị với anh Mai đều là người tốt. Đợi sau này em có khả năng, nhất định em sẽ báo đáp hai người. Nói gì tới báo đáp hay không, chúng ta đều là duyên phận. Không phải mẹ nói với con rồi sao? Lúc ăn cơm không được chơi đồ chơi. Bỏ xuống đi. Lớn miệng ra. Mở miệng to lên, nhanh lên. Được rồi. Mẹ ơi, con nhớ bố. Bố đã đi đâu rồi? Không phải là bố, mà là bố nuôi. Tại sao bố lại là bố nuôi? Bởi vì con không phải là con của bố, mà bố nhận con làm con. Bố không phải bố con, mà con nhận bố làm bố. Cho nên người bố này là giả, không phải thật đâu. Giả sao? Nói với con như thế nào đây? Thật sự thằng bé này đúng là nhiều chuyện mà. Con biết rồi, bố thương con, chăm con nên bố nuôi con. Được, vậy chúng ta cứ hiểu vậy đi. Bố thương con cho nên bố nuôi con. Cho nên chúng ta ăn cơm đi được không? Mẹ ơi, con nhớ bố. Bố có nhớ con không? Có chứ. Bố nuôi chắc chắn sẽ rất nhớ con. Vậy bố có nhớ mẹ không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Con còn nhỏ. Được rồi, con tự ăn đi. Con cũng lớn rồi. Coi chừng đó. Nào, Vất vả rồi. Báo cáo tổng giám đốc, tuần này có lẽ chúng ta sản xuất 2.000 tấn. Ngoài giao cho đại lý lớn phía Bắc, chúng ta còn có thể đủ cho các hộ nhỏ lẻ ở vùng Gia Định, Gia Hưng, Hàng Châu. Tốt lắm. Nhưng mà phải nhớ đảm bảo chất lượng cho tốt, không được làm hỏng danh tiếng của Đại Phát. Dạ được, tôi biết rồi. Đi đi, nhanh lên. Sếp Phương, Hoa tiên sinh. Sếp Phương, có tin tốt. Có tin gì? Một đại lý quy mô lớn ở Nam Kinh có chút mâu thuẫn với xưởng ban đầu. Tôi nhân cơ hội làm việc. Hiện giờ đối phương đã quyết định mua bột mì của Đại Phát chúng ta. Rèn sắt phải những lúc còn nóng. Chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng đi, tránh đêm dài lắm mộng. Còn phải nói gì nữa chứ? Ngày mai ký hợp đồng luôn đi. Cực khổ rồi. Tuấn Kiệt, đừng giết nữa. Nào, ăn chút yến đi. Em để đó trước đi.
Hôm nay vừa về tới nhà anh đã giết tới giờ. Ngày mai còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm đi. Anh đã hứa với tòa soạn phải giao bản thảo đúng hạn. Vậy còn em, chuyện anh đã hứa với em nhưng anh chưa thực hiện. Anh từng hứa gì sao? Em biết ngay, anh chưa từng để tâm tới chuyện của em. Rốt cuộc là chuyện gì? Em nói đi. Không có gì để nói với anh đâu. Sao vậy? Lại chọc giận con sao? Anh ấy chỉ quan tâm tới chuyện của anh ấy, trong mắt không hề có con. Vì một miếng gỗ mục như vậy mà tổn hại sức khỏe, có đáng không? Con không tin là con không thể khiến cho anh ấy đầu hàng. Nhìn bộ dạng của con kia kìa, chấp nhận đi. Dù gì cậu ta cũng không thoát được lòng bàn tay của con. Con không tin đâu. Có công mài sắt, có ngày nên kim thôi. Mẹ Tiết, mẹ Tiết, mẹ Tiết. Đại tiểu thư, có chuyện gì sao? Đổ chén tổ yến này cho tôi. Tổ yến quý như vậy đổ thì uổng lắm. Người ta đã không biết trân trọng, bà còn tiếc cái gì? Nhanh mang đi đổ đi. Lão phu nhân, sao vậy? Có lẽ cô gia đã chọc giận đại tiểu thư rồi. Tiểu Đồng, quay đầu. Sếp Phương, chuyện gì vậy? Tôi quên đem theo hợp đồng rồi. Tiểu Đồng, quay đầu về phía trước. Dạ dân. Tự làm tự chịu. Hôm qua đã nói với con rồi, đừng có tốn tâm tư. Con cứ không nghe mẹ, bây giờ tự tìm khổ. Con cảm thấy cần phải như vậy sao? Nói sao đi chăng nữa, con đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tô. Không cần phải vì một thằng nghèo mặt như vậy mà phải hạ mình. Cái gì mẹ cũng nói được. Con có ý gì đây? Lẽ nào không phải sao? Con không theo ý của mẹ, lấy một người môn đăng hộ đối, lấy một kẻ nghèo. Cho nên mẹ ghét tuấn kiệt, mẹ coi thường người ta. Nên mẹ chỉ mong anh ấy rời xa khỏi con. Không sai. Mẹ coi thượng phương tuấn kiệt đó thì làm sao đây? Nếu không phải con đòi sống đòi chết thì mẹ không đồng ý hôn sự này đâu. Vậy thì mẹ muốn sao? Muốn bảo con ly hôn với anh ấy hả? Con nói mẹ biết, chắc chắn là không bao giờ. Con chịu ấm ức ở chỗ của nó. Trái lại con nổi giận lên mẹ. Mẹ là mẹ của con có thể như vậy với mẹ sao? Mẹ là mẹ của con, có thể nói những lời đó sao? Bây giờ con nói cho mẹ biết, cho dù chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con thì con cũng tuyệt đối không rời xa nấy. Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, vậy mà con lại nói chuyện với mẹ như vậy. Chí Vĩ, Chí Vĩ còn đang ở đâu? Nếu con ở nhà này thì vị trí tổng giám đốc xưởng bột mì Đại Phát của chúng ta cũng sẽ không để lại cho một tên ở rể. Tuấn Kiệt, sao anh lại quay về rồi? Anh về lấy hợp đồng.
Phương Tuấn Kiệt, anh đứng lại đó. Anh vội đi ký hợp đồng. Có gì về rồi nói. Anh nói sao? Anh có khi nào từng lắng nghe em nói? Em lại muốn gì đây? Tại sao anh luôn ngó lơ em, lạnh nhạt với em? Tại sao vậy? Cậu tưởng cậu là ai mà dám nói như vậy với Vũ Đồng? Nếu không phải vì Vũ Đồng, tới giờ cậu vẫn chỉ là một thằng nghèo sơn nghèo xác, thứ gì không biết, đúng là quá bỉ ổi vô liêm sỉ. Nếu mẹ đang nghĩ như vậy, chỉ cần con từ chức là được rồi. Không làm thì thôi. Nói thì ai nói không được chứ. Cậu định dọa ai? Tôi không tin đâu. Cậu có thể từ bỏ vinh hoa phú quý này. Mẹ, mẹ bớt nói lại đi. Con tỉnh táo chút đi. Cậu ta chính là vì tài sản của nhà ta cho nên mới lấy con về. Lẽ nào con không nhìn ra? Được rồi, nếu mẹ cho rằng như vậy, Vũ Đồng, chúng ta ly hôn đi. Anh chưa từng nghĩ và cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ chiếm chút lợi ích nào từ nhà họ Tôn. Nghe thấy chưa? Mới nói mấy câu đã bị lộ ra rồi. Con đã nhìn thấy chưa? Cậu ta không hề quan tâm tới đoạn tình cảm này. Con tự bỏ đi. Cậu, con nhìn đi, con không trị nổi cậu ta đâu. Cái đồ vô dụng này, hại mẹ con chịu ấm ức cùng đó.